Dạo này tôi nghiện cái game nông trại này kinh khủng luôn á. Ngày nào mở mắt dậy là cũng phải vào không hoặc cái là mới bước xuống giường được luôn. Cho những bạn nào chưa biết thì đây là game Township. Bạn sẽ trở thành nông dân và thu hoạch mùa màng, cho các con vật ăn và sản xuất thành phẩm của tụi nó. Ngoài ra thì bạn có thể xây được thành phố riêng cho mình nữa nha. Mình thấy game này hơn hay đây là ở chỗ đó. Và game còn có những cái game nhỏ bên trong như là khu vườn bí mật này nè, chơi tựa như là Candy Crush và chơi rất là ghiền luôn nha. Còn bạn, bạn đang cày những cái game nào, tức là game nông trại nào á, thì comment bên dưới cho tôi biết nha.